Ngô Quyền Thông Minh, Văn Võ Song Toàn, ông Đồng Dương Đình Nghệ, Hà Quang Gái và cho cai quản đất Ái Châu, Thanh Hóa. Nhà Hán có quan là Vạn Vương, Hoàng Tháo, đưa quân sang xâm lược nước ta. Ngô Quyền đã nhanh chóng tập hợp lực lượng đóng đánh cho Nam Hán. Các cái bài đó. Sau chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa, Hà Nội. Ngô Quyền ta quyết chí xưng vương để cùng quân dân bất diệt đối lại quốc thống. Lùa chạy bị trần đấy liền. Hơn nghìn năm trước, đã mất khi An Dương Vương thất thủ Cổ Loa thành. Quốc thống xưa mất ở đâu, thì nay nối lại ở đó. Vậy nên ta ai quyết định chọn Cổ Loa làm kinh đô để bày tỏ nghĩa lớn. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thiên và Đại Nam Nhất Thống Chí, tháng 4 năm Kỷ Sử 1469, danh xưng Sơn Lai ra đời với tư cách là một đơn vị hành chính của quốc gia Đại Việt. Ngày 30/12 năm 1924, Thống sứ Bắc Kỳ quyết định thành lập một đơn vị hành chính mới của tỉnh Sơn Tây. Thị xã Sơn Tây thuộc tỉnh Sơn Tây thành lập năm 1924. Sơn Tây xứ loài mây trắng, gạch đá anh xây lên thành quách, thành phố lá vàng chỗ quốc mùa xuân. Đây cổng làng xưa, kia hàng kẹo một, anh hùng hào kiệt một ấp hai vương. Đường về đường lắm gặp nhau ở giữa bên như thế, đi luôn nhà kia, đi lướt chân thôi. Thank you.
Hiệp định Geneva đã được ký. Ông chết. Theo thỏa thuận, ngày 5 tháng 8 năm 1954, địch phải rút khỏi Sơn Tây. Nhưng trước sức mạnh áp đảo của quân ta và khi thế đấu tranh mạnh mẽ của quân chúng, địch phải rút khỏi chiến thắng sớm hơn 2 lần. Ngày 3 tháng 8 năm 1954, khoảng hơn 2 giờ chiều, cán bộ và nhân dân thị xã tập hợp xếp hàng đi bộ qua quốc lộ 32 ngày nay, ân hoan reo hò chào đón các đơn vị bộ đội hùng dũng từ các ngã đường tiến vào tiếp quản thị xã Sơn Tây. Một nhóm chào ở phía đằng sau kìa. Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về thủ đô đã ở lại và làm việc tại thị xã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.